đang tôn trương trí tâm của cha thân mến. Sau khi đã cầu nguyện, bàn hỏi, suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định bổ nhiệm cha đến làm cha sở giáo xứ Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, căn cứ vào giáo luật điều 523 và 524. Là tổng sự viên của giám mục, trong nhiệm vụ chủ trang tại giáo xứ đã được ủy thác, cha hãy cố gắng nuôi dưỡng và chăm sóc đồng chiên cách nhiệt thành và can đảm như giáo hội đã khuyên dạy trong giáo luật, cũng như trong những chỉ thị của Tòa Thánh và những hướng dẫn của giáo mục cho Phật. Xin Thiên Chúa chúc lành và nâng đỡ cha để cha trung toàn sứ mệnh đã được giao phó. Thân ái kính chào cha. Vị tho ngày lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1/2022 giám mục giáo phận Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảnh. Đức giám mục sẽ cao nhiệm vụ cho cha sở như sự ủy quyền quản trị giáo xứ. Xin mời Đức Cha. Tôi là linh mục An Tôn Trương Chí Tâm. Tôi tin vững vàng và tuyên xưng mọi điều và từng điều trong Kinh Tinh Kính, tức là tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhà người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người. Vì chúng ta, Người chịu đóng đinh và thập giá dưới thời Pontius Pilato. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh. Người lên trời được bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận. Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, Ngài là Chúa và là đấng ban sự sống. Ngài phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy. Tôi tin kính một hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông trị. Tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội. Tôi trông đợi Ngài kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Tôi cũng tin vững vàng mọi điều trong lời Chúa được viết ra hay truyền đạt mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát và phải tin như là do Thiên Chúa mà cải. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên hệ tới giáo lý về đức tin hoặc về phong hóa mà giáo hội đã truyền dạy dứt khoát. Cũng vậy, với lòng vâng phục kính tôn của ý chí và trí khôn, tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giám Mục Đoàn đưa ra khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực, cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát. Tôi là linh mục An Tôn Trương Chí Tâm. Khi lãnh nhận chức năng cha sở giáo xứ Cần Giuộc, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tính chu toàn nhiệm bổn phận đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn trung thành truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin
Thế nên tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại kho tàng này. Tôi sẽ tuân theo cổ võ kỷ luật chung của giáo hội, cũng như tuân giữ mọi điều luật của giáo hội, đặc biệt những luật trong bộ giáo luật. Với đức vân phục Đức Kitô, tôi sẽ tuân theo điều mà các đức giám mục công bố với tư cách là tiến sĩ chính thức và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quy định với tư cách là giám quản của giáo hội. Ngoài ra, tôi sẽ vui lòng phục vụ các giám mục giáo phận để hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự nghiệp thông của chính giáo hội. Xin Thiên Chúa cũng như các sách tin mừng của Thiên Chúa mà tôi đang chạm tới giúp đỡ tôi. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta biết. Siêu đông, cam vàng.